Xe chở thủ tướng Phạm Minh Chính suýt bị tông bẹp dí, không rõ vì sao Bộ trưởng Công an tô Lâm yêu cầu Facebook chặn truy cập tại Việt Nam những hình ảnh xương bị gãy của thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi Thời báo .d đăng tải thông tin thủ tướng Phạm Minh Chính bị tai nạn ở Nghệ An đêm 16 tháng 2 kèm theo những ảnh này. Một câu hỏi được đặt ra, vì sao tô Lâm phải làm vội thế nhỉ? Theo một nguồn tin khác cung cấp cho Thời báo .d. Vụ việc xảy ra độ 22 đến 23 giờ đêm 16 tháng 2 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sau khi thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển sang đi xe của bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý để bàn chuyện với nhau cho thuận tiện trong thời gian di chuyển. Một lúc sau, khi xe dẫn vừa đi qua thì bên lề phải một xe máy từ trong ngõ lao ra, lái xe cua gấp sang phía bên trái để tránh và gặp phải một xe tải chạy ngược chiều đang phóng tới. Xe tải đã tông vào phía bên hông xe chở ông Chính và xe bị lật. Rất may, xe chở ông chính không bị xe tải tông trực diện, tức là đầu xe tải tông thẳng vào đầu xe chở ông chính. Nếu tông trực diện như thế, xe của bí thư Nghệ An chắc chắn sẽ bẹp dí. Thời báo.de đưa tin trên với sự dè dặt vì không có điều kiện để kiểm chứng. Các bạn vừa xem bản tin xe chở thủ tướng Phạm Minh Chính suýt bị tông bẹp dí do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh thời báo.de